chương 77, nổ tung, hợp thành ra thời gian thuộc tính công pháp. Cái này, liền ngay cả kim dực tôn giả cái này một bên quan chi người nghe về sau, cũng viết kép giật mình thêm mộng bức, người xác định ngươi không có phạm sai lầm. Ta thử lại lần nữa. Phá mệnh tôn giả biết rõ không có khả năng có lỗi. Nhưng kết quả này thực sự không hợp thói thông thường, ngay cả chính hắn cũng không tin, sao có thể có thể thuyết phục người khác. Hắn lựa chọn một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn như cũ, năm cái. Năm cái. Vẫn là năm cái. Mà lại những này bản tôn tất cả đều đang di động. Mặc kệ hắn thôi diễn bao nhiêu lần, kết cục đều giống nhau như đúc. Dị tộc. Cuối cùng, phá mệnh tôn giả đầu đấy là mồ hôi, cắn răng kết luận nói, cái này Tô Chiêm, tuyệt không phải nhân tộc ta, nhất định là dị tộc. Nếu không tuyệt không có khả năng có năm cái bản tôn. Hoàn toàn chính xác có khả năng này. Thuyết pháp này, Kim Dực tôn giả lại phá lệ tán đồng. Như nếu thật là dị tộc, chuyện kia coi như không tầm thường. Bọn tiểu bối không rõ ràng. Nhưng bọn hắn những này một tông trưởng môn, linh cảnh đại nhân vật, đương nhiên biết được dị tộc tồn tại. Dị tộc bên trong, dạng gì sinh mệnh đặc thù đều có. Không có đầu, có tám cánh tay tám cái chân, có trở cao trăm mét, có nham tương hình thành. Chờ một chút chờ. Dị tộc không chỉ có hình thái khác nhau. Mấu chốt bọn chúng thực lực còn chưa từng có cường đại. Từng có lúc. Thanh Diễm Tiên Sơn tông môn số lượng là bây giờ 2 đến nhiều gấp 3, chưa từng có phồn thịnh. Nhưng mà tao ngộ dị tộc xâm lấn về sau, rất nhiều tông môn vẫn lạc, lúc này mới còn lại trước mắt số lượng tông môn. Nhiều cái bản tôn, còn đối nhiều cái tông môn xuất thủ cướp sạch, lại có nhiều loại ngay cả ta trời đều không thể đánh giá quỷ dị thủ đoạn. Là dị tộc không sai. Kim Dực Tôn giả vẻ mặt nghiêm túc, việc này không thể coi thường, ta nhất định phải trở về báo cáo trưởng môn, để trưởng môn ra mặt định đoạt. Dị tộc thân phận vừa ra, sự tình trực tiếp thay đổi cả tính chất, từ vốn chỉ là truy kích một cái tay cầm trọng bảo nguyên cảnh đệ tử, lập tức biến thành chủng tộc đại chiến. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Chiêm nói không chừng chính là dị tộc quân tiên phong. Cố ý gây nên một chút phản ứng, thăm dò một chút thanh diễm tiên sơn tông môn chân thực thực lực, sau đó lại chuyên môn chế định đối sách, dẫn đại quân xâm lấn. Phá mệnh, cáo từ. Kim Dực tôn giả không còn lưu lại vội vàng hóa thân lưu quang, thẳng đến huyết ưng tông chỗ. Dị tộc lại một lần nữa xuất hiện tại ta thanh diễm tiên sơn, không được, ta cũng muốn báo cáo trưởng môn. Phá mệnh tôn giả cũng cảm thấy tình thế nghiêm trọng, nhất định phải có tầng thứ cao hơn người ra mặt giải quyết. Một đầu khác tô chiêm, căn bản không biết, mình không hiểu thấu liền bị đánh lên dị tộc nhãn hiệu. Dị tộc cái đồ chơi này hắn đến bây giờ, thế nhưng là ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Bất quá hắn lúc này, cũng không có rảnh để ý tới người khác, mà là hưng phấn xoa xoa tay chờ đợi hợp thành lô đỉnh sau cùng mấy phút mới vừa ra lò tiểu hồng tạm thời không cách nào tiếp tục đi lên hợp thành xem chừng muốn chờ phân thân hợp thành chức năng này thăng cấp về sau mới có thể lần nữa hợp thành ra cái tiểu lam tiểu lục loại hình ngược lại là cái này năm bộ đỉnh tiêm thuộc tính loại hình nhập vi cấp công pháp cuối cùng có thể hợp thành ra cái gì đồ chơi đâu thật đúng là chờ mong a à. mấy ngày nay tô chiêm như cũ đang không ngừng dày vào phân thân hợp thành công năng Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, binh khí, đan dược cái gì, tất cả đều bị hắn hợp thành toàn bộ, từ đó ra đời các loại hoàn mỹ cấp bậc linh khí, cùng hoàn mỹ phẩm chất đan dược. Nhìn như kiếm 4 lần gấp 6 lần giá trị. Nhưng mà bởi vì hiến tế tiểu hắc nguyên nhân, tính so sánh giá cả trong nháy mắt sụt giảm, căn bản không thích hợp lấy ra kiếm tiền. Liền ngay cả tiểu Hồng hắn cũng thử qua, đáng tiếc thất bại, không cách nào tiến hành hợp thành. Thế là Tô Chiêm đem ánh mắt một lần nữa bỏ vào công pháp bên trên. Nhưng vì không lãng phí những cái kia bị hợp thành nhập vi cấp công pháp, Tô Chiêm hao phí mấy ngày thời gian, rốt cục đem trọn vẹn 25 bộ nhập vi cấp công pháp, bao quát cái này 5 bộ đỉnh tiêm cấp bậc, nhập vi cấp thuộc tính công pháp hết thảy nắm giữ. Tiểu Hắc nhóm thực lực cũng bởi vì cái này đại lượng nhập vi cấp công pháp ra thân nguyên nhân, nghênh đón xử thi cấp tăng vọt. Từng cái nghiễm nhiên đạt đến lấy nguyên cảnh trung kỳ cảnh giới, vượt qua hai cái tiểu cảnh giới, có thể miểu sát nguyên cảnh viên mãn trình độ, thậm chí đã đủ để cùng đan cảnh sơ kỳ hòa giải một lát mà bất tử. Năm cái tiểu hồng càng là kinh khủng, trực tiếp vượt qua đại cảnh giới, cùng đan cảnh sơ kỳ chống lại, song phương ai cũng không làm gì được ai. Cái gì gọi là lượng biến gây nên chất biến, đây chính là. 25 bộ vốn là ưu lương nhập vi cấp công pháp, hợp thành ra năm bộ đỉnh tiêm thuộc tính nhập vi cấp công pháp trước sau trọn vẹn 30 bộ nhập vi cấp gia thân, hiệu quả chi bạo tạc, so trực tiếp cảnh giới tăng lên còn muốn mãnh. Nhưng Tô Chiêm cũng không như vậy thỏa mãn. Tiếp tục dùng cái này 5 bộ đỉnh tiêm thuộc tính nhập vi cấp công pháp hợp thành, muốn kiến thức một chút, đến cùng có thể hợp thành ra cái gì đồ chơi. Đến rồi. Chỉ gặp lô đỉnh hư ảnh bên trong quang mang dần dần tăng lên. Là ngựa chết hay là lửa chết, liền nhìn cái này một đợt. Tô Chiêm đầy mắt chờ mong. Rốt cục, kim quang đến đỉnh điểm. Nắp đỉnh sốc lên. Quang đoàn từ từ bay ra. Sẽ là cái gì? Tô Chiêm trực câu câu nhìn chằm chằm. Quang mang tán đi, một bộ công pháp bản thật đập vào mi mắt, trên của hắn chữ cũng có thể thấy rõ ràng. Thời Hoàng Minh Linh Kinh. Danh tự rất bá khí, nhìn xem nội dung. Tô Chiêm trực tiếp lật ra trang sách, nhanh chóng xem. Chỉ một lát sau sau. Ánh mắt hắn đột nhiên phóng đại, cả người lộ ra trước nay chưa từng có chấn kinh chi sắc. Ngọa tào, lại, lại, lại là thời gian. Đang học đã hiểu công pháp bên trên nội dung sau. Tô Chiêm không riêng miệng cả lâm, liền ngay cả tư duy tại thời khắc này đều trở nên chậm chạp. Bởi vì phía trên này viết, rõ ràng là thuộc tính công pháp bên trong, ở vào nhất 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 đỉnh phía trên thời gian thuộc tính. Thời gian, không gian. Cả hai tịnh xưng vạn vật chi thủy, bọn chúng ở vào thuộc tính đỉnh cao nhất nhưng cho đến tận này tôi chiêm tìm khắp cả nhiều cái tông môn đều chưa hề tìm tới qua bất luận cái gì một bộ mang theo thời gian không gian thuộc tính công pháp thậm chí đừng nói loại này đỉnh cao nhất cho dù là kém một bậc hắc ám quang mang sinh mệnh chờ thuộc tính hắn đều chưa từng thấy bất quá hắn vô cùng rõ ràng loại này cấp bậc thuộc tính công pháp một khi diện thế đừng nói là nhập vi cấp cho dù là cấp độ nhập môn đều sẽ trong nháy mắt dẫn tới đại gia tộc đại tông môn thế lực lớn cướp đoạt cho dù là thông thiên cảnh loại kia cấp độ đại nhân vật đều sẽ nhịn không được hạ chẳng tự mình động thủ chỗ nào đến phiên hắn nhưng mà chưa từng nghĩ bực này hiếm thấy thời gian thuộc tính công pháp vậy mà để hắn thông qua hợp thành hợp gia thì ra là thế là ta đánh giá thấp phân thân hợp thành cường hãn trình độ ta liền nói hấp thu nhiều như vậy linh thạch giải tỏa công năng làm sao có thể bình thường làm nửa ngày nó chân chính tác dụng ngay tại cái này Tôi Chiêm hưng phấn đến không thể tự kiềm chế. Lúc trước hắn giày vò một phen về sau, cho rằng phân thân hợp thành cũng không có thể để cho linh khí, đan dược, công pháp tăng lên phẩm chất, từ đẳng cấp thấp tăng lên tới cao đẳng, lại bởi vì hiến tế tiểu hắc mà không thể vì hắn kiếm tiền giành lợi ích. Tác dụng lớn nhất cũng vẻn vẹn chỉ là để tiểu hắc thăng cấp thành tiểu hồng mà thôi. Kết quả là hắn nông cạn. Phân thân hợp thành ngưu bức chỗ, tại đây. Cất đặt. Lập tức cất đặt. Ta phải nắm chặt thể nghiệm đến thời gian thuộc tính ảo diệu. Tô chiêm nhanh lên đem công pháp để vào luyện công hư ảnh bên trong, tất cả tiểu hồng nghe lệnh, tạm dừng điều tra, tất cả đều cho ta đến từng cái thành trì đi, cho ta đại lượng thu mua nhập vi cấp công pháp. Bất luận phẩm chất, chỉ luận số lượng, có bao nhiêu cho ta thu bao nhiêu.